Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Thức ăn bổ sung chính là một chất hoặc hợp chất hữu cơ ở dạng tự nhiên hay tổng hợp, được dùng để bổ sung lượng nhỏ một số chất như khoáng, vitamin, axit amin thiết yếu, thảo dược. Sử dụng loại thức ăn này song song với thức ăn hàng ngày của vật nuôi, nhằm cân đối dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Điều này giúp cải thiện năng suất hơn, chất lượng sản phẩm tăng cao hơn, cũng như nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Có rất nhiều loại thức ăn bổ sung khác nhau, tùy theo nhu cầu, thời kỳ và sức khỏe của vật nuôi mà bạn nên chọn các loại thức ăn bổ sung phù hợp giúp chúng phát triển tốt hơn. Hôm nay, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi sản phẩm thảo dược Vita Up, thức ăn bổ sung giúp giải quyết khô chân, mổ cắn, stress, gầy yếu cho vật nuôi. Với thành phần gồm có vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, natri citrat, natri chlorid, kali chlorid, cao ắt iso, cao cam thảo, glucose. Trong đó, các vitamin tổng hợp gồm có vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K3, giúp đồng hóa và biến đổi thức ăn, tạo năng lượng cần cho hoạt động sống của các tế bào trong cơ thể vật nuôi phát triển toàn diện. Các khoáng chất như natri, kali, giúp điều hòa cân bằng nước và điện giải, giúp duy trì các hoạt động của cơ thể. Chiết xuất thảo dược ắt iso, cam thảo, có tác dụng nhuận gan, giải độc và hỗ trợ cải thiện chức năng gan rất hiệu quả, kích thích phát triển các tế bào gan mới, ổn định màng tế bào, bảo vệ gan khỏi bị nhiễm độc và đào thải các chất độc trong gan, ngăn ngừa sự hình thành các tổ chức xơ từ mô gan, tăng cường khả năng phục hồi và tái tạo tế bào gan, và đặc biệt là chứa hàm lượng lớn khoáng chất và vitamin, rất tốt cho cơ thể vật nuôi. Công dụng của Vita Up. Vita Up là sự kết hợp giữa vitamin và thảo dược có tác dụng cung cấp đầy đủ vitamin giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, mượt lông, mập chân, cân bằng chất điện giải, chống khô chân, mất nước do tiêu chảy, cân bằng dưỡng chất chống cắn mổ nhau, chống stress khi vận chuyển chuồng, khi tiêm phòng vaccine, thời tiết khắc nghiệt, v.v. Phòng các triệu chứng như vật nuôi gầy yếu, rụng lông, ăn ít, chống nóng, giải nhiệt khi độ ẩm và nhiệt độ cao, tăng tính năng giải độc trên gan, thận, chống ngộ độc, tăng cường đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh E. coli, Gumboro, Newcastle, cầu trùng, CRD, tăng tỷ lệ đẻ, tỷ lệ nở trên da cầm. Hướng dẫn sử dụng, bà con hòa nước uống hoặc trộn vào thức ăn theo liều. Gà, ngan, vịt, cút, 1g trên 1 lít nước hoặc 1g trên 0,5kg thức ăn. Trâu, bò, heo, 1g trên 1-2 lít nước hoặc 1g trên 0,5-1kg thức ăn. Liều chung, 1g trên 10kg thể trọng. Nếu cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, bà con có thể gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet. Xin chào và hẹn gặp lại!